Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá heo hơi hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2021, được phát trên kênh RickQYS. Theo như thống kê và báo cáo của các tỉnh thành gửi lên cho biết, giá heo hơi trên cả nước ngày hôm nay ghi nhận điều chỉnh từ 1.000 đồng 1 kg cho đến 4.000 đồng 1 kg so với cuối tuần trước, cụ thể giá bán như sau. Đối với giá heo hơi tại miền Bắc ngày hôm nay, được thương lái thu mua trong khoảng từ 47.000 đồng 1 ký cho đến 50.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Bắc Giang giao dịch ở mức 50.000 đồng 1 kg. Yên Bái giữ mức giá 50.000 đồng 1 kg. Lào Cai ghi nhận ở mức 47.000 đồng 1 kg, ghi nhận giảm 2.000 đồng 1 kg so với cuối tuần trước. Hưng Yên bán với giá 50.000 đồng 1 kg, giảm mạnh 3.000 đồng 1 kg so với cuối tuần trước. Nam Định neo tại mức 49.000 đồng 1 kg, giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg so với cuối tuần trước. Thái Nguyên giao dịch ở mức 50.000 đồng 1 kg. Phú Thọ bán với giá 49.000 đồng 1 kg, giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg so với cuối tuần trước. Thái Bình ghi nhận ở mức 50.000 đồng 1 kg. Hà Nam bán với giá 50.000 đồng 1 kg. Vĩnh Phúc neo tại mức 48.000 đồng 1 kg, ghi nhận giảm 4.000 đồng 1 kg so với cuối tuần trước. Hà Nội giao dịch ở mức 49.000 đồng 1 kg, giảm mạnh 3.000 đồng 1 kg so với cuối tuần trước. Ninh Bình giữ mức giá 50.000 đồng 1 kg, cũng ghi nhận giảm 1.000 đồng 1 kg so với cuối tuần trước. Tuyên Quang ghi nhận ở mức 50.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Còn về giá heo hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên ngày hôm nay, được thương lái thu mua trong khoảng từ 47.000 đồng 1 ký cho đến 51.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Thanh Hóa giao dịch ở mức 50.000 đồng 1 kg. Nghệ An giữ mức giá 51.000 đồng 1 kg. Hà Tĩnh ghi nhận ở mức 50.000 đồng 1 kg. Quảng Bình bán với giá 47.000 đồng 1 kg, giảm mạnh 3.000 đồng 1 kg so với cuối tuần trước. Quảng Trị neo tại mức 49.000 đồng 1 kg, giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg so với cuối tuần trước. Thừa Thiên Huế giao dịch ở mức 49.000 đồng 1 kg. Quảng Nam giữ mức giá 49.000 đồng 1 kg. Quảng Ngãi ghi nhận ở mức 49.000 đồng 1 kg, giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg so với cuối tuần trước. Bình Định bán với giá 49.000 đồng 1 kg. Khánh Hòa neo tại mức 49.000 đồng 1 kg. Lâm Đồng giao dịch ở mức 50.000 đồng 1 kg. Đắk Lắk giữ mức giá 49.000 đồng 1 kg. Ninh Thuận ghi nhận ở mức 50.000 đồng 1 kg. Bình Thuận bán với giá 50.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Đối với giá heo hơi tại miền Nam ngày hôm nay, được thương lái giao dịch trong khoảng từ 47.000 đồng 1 ký cho đến 52.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Bình Phước giao dịch ở mức 49.000 đồng 1 kg. Đồng Nai giữ mức giá 50.000 đồng 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ở mức 51.000 đồng 1 kg. Bình Dương bán với giá 50.000 đồng 1 kg. Tây Ninh neo tại mức 49.000 đồng 1 kg. Vũng Tàu giao dịch ở mức 50.000 đồng 1 kg. Long An bán với giá 47.000 đồng 1 kg, giảm mạnh 3.000 đồng 1 kg so với cuối tuần trước. Đồng Tháp ghi nhận ở mức 51.000 đồng 1 kg. An Giang bán với giá 49.000 đồng 1 kg. Vĩnh Long neo tại mức 49.000 đồng 1 kg. Cần Thơ giao dịch ở mức 51.000 đồng 1 kg. Kiên Giang giữ mức giá 49.000 đồng 1 kg. Hậu Giang ghi nhận ở mức 49.000 đồng 1 kg. Cà Mau bán với giá 49.000 đồng 1 kg. Tiền Giang neo tại mức 52.000 đồng 1 kg, nhích nhẹ 1.000 đồng 1 kg so với cuối tuần trước. Bạc Liêu giao dịch ở mức 51.000 đồng 1 kg. Trà Vinh giữ mức giá 48.000 đồng 1 kg. Bến Tre
ghi nhận ở mức 50.000 đồng 1 kg. Sóc Trăng bán với giá 50.000 đồng 1 kg, giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg so với cuối tuần trước. Còn về giá thịt heo thành phẩm tại các sạp bán của các chợ lớn ngày hôm nay, không ghi nhận điều chỉnh mới về giá bán so với ngày hôm qua, cụ thể như sau. Thịt ba dọi bán với giá 110.000 đồng 1 kg. Sườn non heo giao dịch ở mức 140.000 đồng 1 kg. Sườn da heo bán với giá 90.000 đồng 1 kg. Thịt nạc vai neo tại mức 125.000 đồng 1 kg. Đuôi heo ghi nhận ở mức 105.000 đồng 1 kg. Mỡ heo bán với giá 55.000 đồng 1 kg. Nạc đùi heo bán với giá 90.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Trước tình hình dịch tả heo châu Phi đang bùng phát trở lại, để chủ động kiểm soát, ngăn chặn và xử lý dứt điểm các ổ dịch tả heo châu Phi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp. Trong đó, tuyên truyền vận động người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tích cực thực hiện các giải pháp nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Các cơ quan chức năng địa phương cần tích cực triển khai các giải pháp nhằm khống chế kiểm soát các ổ dịch, tăng cường kiểm tra, giám sát theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trên đàn heo. Nhất là khu vực tập trung chăn nuôi, khu vực nguy cơ cao, các ổ dịch cũ nhằm phát hiện sớm để xử lý kịp thời dứt điểm, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Nghiêm túc thực hiện kiểm soát giết mổ, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển buôn bán heo mắc bệnh, heo chết nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh phát sinh lây lan. Đặc biệt, người chăn nuôi tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến dịch bệnh. Ngoài ra, các cơ quan chức năng địa phương cũng liên tục khuyến cáo, hướng dẫn người chăn nuôi tổ chức tiêm phòng vaccine, thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến dịch bệnh để kịp thời triển khai các giải pháp phòng chống dịch. Theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo, sản lượng thịt heo của Trung Quốc giảm trong năm 2022 vì ngành chăn nuôi heo điều chỉnh để đáp ứng lại sự thay đổi nhanh chóng của các điều kiện môi trường, trong khi giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao. Năm 2022, chính phủ Trung Quốc sẽ không khuyến khích các hộ nuôi vừa và nhỏ, còn các công ty có vốn hóa lớn sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi. Giá heo hơi đã giảm đáng kể từ đầu năm 2021 và vẫn ở mức thấp liên tục dù đã có sự phục hồi những tháng cuối năm 2021. Trong năm nay, việc giết mổ nhiều đã làm tăng sản lượng thịt heo và dự trữ thịt heo đông lạnh, nhưng nhu cầu tiêu dùng trong mùa thu và mùa đông tại Trung Quốc cao hơn sẽ làm cạn kiệt nguồn dự trữ thịt heo đông lạnh. Vì thế, nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc được dự báo sẽ tăng vào năm 2022 khi nguồn cung thịt heo giảm. Những yếu tố này có thể sẽ khiến sản lượng thịt heo giảm và nhập khẩu tăng vào năm 2022, đặc biệt là trong nửa cuối năm 2022. Nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc dự kiến đạt gần 4,8 triệu tấn trong năm 2022, tăng gần 6% sau khi giảm vào năm 2021 do sản lượng thịt heo tăng và giá giảm. Tuy nhiên, nhập khẩu sẽ vẫn ở dưới mức kỷ lục năm 2020 khi nguồn cung thịt heo bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh. Nhập khẩu các loại thịt của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 tháng vào tháng 10 năm nay do nguồn cung thịt heo trong nước cao và giá rẻ, nên nhu cầu đối với nguồn cung từ nước ngoài giảm. Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong tháng 10, Trung Quốc nhập khẩu 200.000 tấn thịt heo trị giá 466 triệu đô la Mỹ, giảm 39% về lượng và giảm 45,9% về trị giá so với tháng 10 năm 2020. Lũy kế 10 tháng năm 2021, nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc đạt 3,34 triệu tấn, trị giá 9,35 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,7% về lượng và giảm 4,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu là nhập khẩu từ Tây Ban Nha, Brazil, Đan Mạch, Mỹ và Hà Lan. Kênh Giá Heo Hơi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Giá Heo Hơi ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá heo hơi mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn có những buổi xem vui vẻ và hạnh phúc. Mến chào và hẹn gặp lại!